cái ghế này là con gái tôi nó mua cho tôi, cũng như nó thấy tôi đau lưng rồi nó mua để coi có thể giúp cho tôi được cái gì không. Sau khi tôi ngồi thì tôi thấy là nó có giúp phần nhiều về cái lưng, và mà nó có đủ hết cái function theo ý mình muốn. Mình muốn đầu hay tai hoặc chân gì thì mình bấm theo mấy cái nút mình muốn. Mà cái ghế thì rất là đẹp, rất là luxury. Ghế này good, comfortable. Cái này nó advanced, nó mới, nó có full body. And, ở nhà mình có ba cái ghế lận. Yeah, nhưng mà hai kia là giống như manual. Còn cái này là full body từ chân đến đầu. It works very well. Yes, help a lot. Giống như mình về, mình giống như đi làm về mệt rồi con cái, rồi stress gia đình, stress công việc. Thành ra có cái ghế này, nó... Nói thiệt là mình dùng gần như là mỗi ngày á, chỉ có bữa nào tối phải có công việc thì thôi, chứ còn có thời gian rảnh là hai vợ chồng take turn lên enjoy.